Padmari Alu trân trọng giới thiệu một bộ phim của Rajamouli. Bộ phim Tình sử Magad Hera. Các diễn viên chính: Tommy Tomide, trăm linh chín sau công nguyên, dãy Aravalli. Bóng tối tự hào vì đã cướp đi sinh mạng của người, nhưng nó không biết rằng người là ánh dương rực rỡ. Hôm nay người có thể lặn, nhưng một ngày nào đó người sẽ quay lại xuyên qua bóng tối và đòi lại tình yêu của mình. Người sẽ quay lại. Người sẽ quay lại Marava. Trăm năm sau, Visakhapatnam, 10 phút nữa cuộc thi nhảy cao bằng mô tô sẽ diễn ra, có rất đông người tham gia. Người nhảy cao nhất sẽ là nhà vô địch. Trời ơi, nhìn đâu cũng thấy con gái. Mình phải mượn xe để cưa ít nhất hai em mới được. Trời ơi, họ phản ứng còn nhanh hơn cả mô tô. Và đây là người tổ chức sự kiện của chúng ta, Rasma. Bắt đầu cá cược đi. Chào Hassa, khỏe không? Đừng vòng vo nữa. Cô định cá thế nào? 1-5, thắng thì được gấp 5 lần. Cá 100 được 500, cậu có thể trả tiền hồi môn cho mình và giúp mình lấy vợ rồi. Cá bao nhiêu? 6 mét. Sao cô nói nhẹ như 6cm vậy? Chúng tôi xin kiếu, nếu chẳng may có chuyện gì thì chúng tôi trắng tay. 5.000 cho Trang. Sao à, Hassa? Sao à, Hassa? Còn muốn thi nữa không?
Tôi đã biết mà. Một năm thì tôi không thi. Một mười không? Được. Cho tiền đi. Được. Trả tiền đi. Này, nếu chúng ta thua 10.000 này, chúng ta sẽ phải rửa xe suốt đời đấy. Cầm lấy đi. Asa, anh sẽ thắng chứ? Ừ. Asa sẽ thắng. Thật tuyệt vời. Cái thằng này. Thật tuyệt vời. Cái thằng này cậu làm mình thoát cả tim. Uống đi. Mẹ sẽ giúp cậu bình tĩnh lại. Con ngỗng vàng của tôi đâu rồi nhỉ? Hasa, tiền của chúng ta. Cậu đi đặt vé máy bay đi. Mình sẽ đi vặt lông con ngỗng này. Đuổi theo. Bolo, bolo.
చిట్టి గంపల్లో బోలో బోలో నాయుడా నక్కింది పావయ్య చేసినాక మత్తలో చెల్ల చెల్ల చేత చిక్కిందావే గిన్నె కోడి దాచుకున్న గుట్టు తీయరా తీయరా nhóc. Nghe nói cậu định hàn cô ấy hả? Không thưa sếp, chỉ vá một chút thôi. Vá thế hả? Cái túm này để làm gì thế? Thời trang sếp ạ. Thời trang hả? Quay mặt sang phải một chút đi. Chút nữa tôi sẽ cắt nó. Cái túm của cậu ấy. Nhóc con nghe này. Mời sếp. Tôi thích cậu đấy. Nhảy không chỉ đơn giản là lắc mình đâu. Phải nhảy làm sao để tiếng hét của người xem làm mái nhà rơi xuống. Anh nói đúng đấy, mái nhà rơi xuống rồi mà sếp. Cậu cũng có tài đấy. Nó ăn vào máu tôi rồi mà. Sếp tránh ra. Anh có nhảy giỏi bằng sếp của tôi không à? Có giỏi bằng không? Hả? Có giỏi bằng không? Sao em cứ đẩy anh thế? Sếp nhảy đi mà. Em muốn thế à? Thế thì được. Nhóc con nhìn gì thế? Sốc hả? Vâng, sếp thật là tuyệt vời. Chắc phải mất một tuần cậu ta mới bình phục nổi. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nha, con trai. Đi thôi, con ngỗng vàng của anh. Họ không dám làm phiền em nữa đâu. Cảm ơn sếp. Ngỗng này, cái gì? Con trai, cậu làm cô ấy sợ rồi đấy, giỏi lắm.
Phần của anh này. Ngỗng này, dám lừa tôi nữa không? Tờ kia nữa. Hyderabad. Đồ keo kiệt. Để tiết kiệm vài đồng, cậu không chịu đi taxi mà lại đi xe túc túc. Chẳng may không kịp thì sao? Đừng lo, với giao thông ở đây và túi tiền của ta, xe túc túc tốt hơn taxi nhiều. Nếu chúng ta nhớ máy bay, cậu sẽ phải đóng viện phí đấy. Các anh đi đâu mà vội thế? Bangkok, cuộc thi nhảy cao bằng mô tô. Anh trông chẳng giống dân đua xe chút nào. Có một cô gái đang gọi xe. Nếu cho cô ta lên sẽ tiết kiệm được khá đấy. Mình sẽ đập vỡ mặt cậu đấy. Dừng xe. Sao vậy? Cô gái đó. Không cho cô ta lên rồi mà. Cô gái mặc áo trắng. Không có cô ấy thì... Này, chờ mình với. Cậu ta cầm ví. Anh phải ở lại. Thế nào, ngồi yên. Chị có thấy cô gái mặc áo trắng vừa đứng ở đây không? Không, đi đâu gì nhỉ? Cô có nhìn thấy cô gái nào mặc áo trắng không? Cô đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Xin lỗi, anh đang tìm ai à? Vâng, một cô gái mặc áo trắng vừa đứng ở đây gọi xe túc túc. Người đó là tôi. Tại sao anh lại muốn gặp cô ấy? Cô biết cô ấy à? Anh đã hỏi thì đúng là tôi có biết cô ấy đấy. Hãy cho tôi địa chỉ của cô ấy. Cô ấy đang sống ở đâu? Cô làm ơn, tôi sẽ ghi lại. Anh muốn gì ở cô ấy thế? Chúng tôi có quan hệ rất thân thiết. Thế sao? Thân đến nỗi không biết địa chỉ của cô ấy sao? Chuyện dài lắm. Không sao, cứ kể đi. Một năm trước, chúng tôi đã yêu nhau rất sâu sắc. Nhưng cha cô ấy đã ngăn cấm chúng tôi. Ngăn cấm á? Đã lấy mất trái tim của tôi cùng với cô ấy. Đột ngột chuyển nhà, không nói một lời. Xin cô hãy cho tôi địa chỉ của Rani. Tên cô ấy không phải là Rani. Cô thấy không? Ông ta còn đổi cả tên cô ấy nữa. Bây giờ tên cô ấy là gì? Đúng là lừa đảo chuyên nghiệp. Hindu. Tên hay đấy. Chuyện tên tuổi dừng ở đây nhé. Cho tôi địa chỉ cô ấy đi. Tôi cũng đang định đến đó đi không? Tuyệt vời. Sao anh không gọi xe cho tôi à? Ừ, sẽ có ngay. Rất nhiều người đã cố tán tỉnh mình nhưng chưa có ai thích mình vì áo của mình cả. Mình sẽ cho anh ta thấy mình thông minh như thế nào. Cẩn thận. Đi thôi. Hãy xa, ngồi yên. Nếu tôi cứ ngồi đây thì làm sao anh lấy được tiền hả? Anh nhìn thấy nó rồi hả? Hãy xa. Đến rồi à? Đừng xe. Hindu sống ở đây à? Hindu. Anh vội quá à? Tôi không thể kiềm chế được sự phấn khích nên đã trả tiền đi. Tôi không có tiền trả lại. Không cần phải trả lại đâu. Trước khi đi, cô phải cho tôi địa chỉ của cô ấy chứ.
Anh đi thẳng rồi rẽ trái ngôi nhà thứ tư ở bên phải. Có chuyện gì thế? Cháu muốn gặp con gái chú ạ. Bà ấy là vợ tôi, không phải là con gái tôi. Thì thật, bị hói từ khi còn trẻ, chú nhầm rồi. Bị hói từ khi còn trẻ, cháu muốn gặp con gái chú Hindu. Có nên hùa theo cho nó không? Cậu yêu nó hả? Đúng vậy ạ. Vậy cậu là con rể tôi rồi. Trời ơi, xấu hổ hả? Tốt lắm. Cảm ơn chú. Nhưng con gái tôi chưa bao giờ nói đến chuyện tôi có con rể cả. Chắc sau khi chính thức cô ấy sẽ nói ạ. Nó chưa chính thức, cậu chưa chính thức. Cậu không muốn chính thức nên đến đây để chính thức vào tù hả? Cái thằng này muốn gây sự hả? Tôi không có con. Không có con à? Vậy sao cô ấy lại chỉ mình đến đây? Bà ấy là vợ tôi, cứ thử đi. Mai gửi thư tình, ngày kia tỏ tình, ngày kia tôi sẽ mang bà ta đi Mumbai bán. Tôi sẽ ngồi trong nhà và hát, đến đây tìm bạn gái hả? Cứ làm như là tôi có hai bà vợ và bốn đứa con gái vậy. Ai mà biết được, những người như chú dễ có vợ lẽ lắm. Mày nói cái gì thế hả? Muốn ăn đòn hả? Vợ lẽ, mình có thể có lỗi nhưng được thế thì thật tuyệt. Mình có thể có lỗi đấy nhưng được thế thì thật là tuyệt. Nó là con nào? Có xinh không? Ông qua lại với nó bao lâu? Bà nghi ngờ tôi à? Thằng nhóc đó nói dối mà. Cái này là thật đấy. Cậu ta hết việc làm rồi hay sao mà đến đây nói ông có vợ lẽ hả? Cấm cãi. Được, im mồm. Nó sống ở đâu? Thế có thần thánh hả? Ông thề có thần thánh nào thế? Thánh Krishna. Ông có 8 vợ lẽ sao? Thôi đi. Ông mà giống Thánh Rama sao? Đi đi, đi tìm thằng nhóc đó về đây để tôi hỏi nó chuyện vợ con của ông. Tìm được nó thì hãy nghĩ đến chuyện về nhà. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát tố cáo ông tội bạo hành phụ nữ và ông sẽ được ăn no rồi cô đấy. Muốn kiểu nào hả? Đi đi. Mau lên. Đi ăn mắng hả? Vậy là cô cố ý cho tôi địa chỉ sai. Đồ xấu xa. Xấu xa. Tôi có thể làm gì khác sao? Tôi biết anh là người thế nào sao? Nhớ anh dí dao vào cổ cô ấy, bắt cô ấy yêu anh thì sao? Tôi á, nhớ anh cưỡng bức cô ấy thì sao? Cưỡng bức á, nhớ anh giết cô ấy thì sao? Giết á, nhớ anh ném xác đi thì sao? Trời đất ơi, cô xinh đẹp nhưng mà suy nghĩ bạo lực thật đấy. Cái gì? Cô ấy là cuộc sống của tôi. Tin tôi đi, tôi chưa bao giờ chạm vào cô ấy cả. Hôm nay anh mới gặp cô ấy, làm sao anh chạm vào cô ấy được? Sao cô không nói chuyện với tôi? Những chuyện cô tưởng tượng sẽ không xảy ra đâu. Tôi chỉ muốn gặp Hindu một lần thôi. Cho tôi địa chỉ đi. Không phải cha cô ta ngăn cấm sao? Ông ta sẽ ăn thịt anh đấy. Đồ nhiều chuyện. Tôi sẽ tìm cách đưa cô ấy đến nhà hàng Rock Garden. Thật không? Hẹn ở đó nha. Tuyệt vời. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Không nhìn thấy mặt mình, tại sao anh ta lại yêu cái áo của mình nhỉ? Phải nghiên cứu anh ta kỹ mới được. Bạn của tôi ơi, ở tuổi cậu chạm một cô gái nào mà chẳng thấy tóe lửa? Cậu sẽ theo đuổi tất cả họ sao? Thôi đi, đi tìm cô ấy vậy. Đừng làm phiền mình đang bực mình vì không thấy cô ấy đây. Lần này mình sẽ không về tay không đâu. Mình sẽ biết tất cả về cô ta. Đến rồi kìa. Nháy mắt làm gì thế không biết? Tôi xin. Không à? Hôm cậu đến nhà tôi đã phản ứng hơi quá. Đúng vậy. Tôi cũng đã mắng cậu. Đúng vậy. Tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Khi chúng ta không vui, chúng ta thường nói linh tinh mà. Nếu cậu không phiền, chúng ta nói chuyện riêng được không? Ở đây chỉ có tôi với chú thôi. Muốn nói gì thì nói đi. Cậu đến gặp vợ tôi được không? Lùi lại một chút. Chú nghĩ tôi là ai hả?
Có bao nhiêu người đẹp như thế này, cậu định tìm Hindu như thế nào? Đây là lần đầu tôi gặp cô sao? Cháy sang bên đi. Chào cô, tôi là Hasa. Chào cô. Chào anh. Chào cô. Sao cô không đưa Indu đến? Cô ấy sẽ đến muộn một chút. Khỉ thật. Khỉ thật đấy. Chúng tôi là khỉ thật, còn cô ấy là nữ hoàng sao? Đừng về mà. Về bà, vào ăn đi. Trời ơi, họ ăn như thường đường vậy. Vẻ ngoài của họ chẳng giống với sức ăn của họ gì cả. Mình bảo này, cái gì? Mình cho rằng không có Indu nào cả. Họ chỉ mượn tên cô ta để đến đây ăn miễn phí thôi. Chúng ta sẽ phá sản mất. Cậu không thấy nét mặt cô ta sao? Cực kỳ gian xảo đấy. Cô ta kìa. Ai? Đồ ngốc, anh ta nghĩ chúng ta là ăn xin đấy. Về thôi. Sao cậu lại tát tôi? Họ là ai? Bạn của Indu thì cũng là bạn của chúng ta. Phải tôn trọng họ. Mọi người ngồi xuống ăn tiếp đi. Anh ta ở đây chúng tôi ăn không vào. Anh ta chẳng khác gì cái bánh mốc cả. Cô nói rất đúng, cậu ta chẳng khác gì thức ăn hỏng cả. Đi đi. Cậu bỏ mình đi á. Mình sao? Đồ ngốc. Bị người ta lợi dụng mà không biết. Những thằng ngốc còn hiểu, thế mà cậu ta lại không hiểu. Ông có hiểu không? Hiểu rất rõ. Ông hãy khuyên bạn tôi đi. Làm thế thì tôi mất khách à? Anh còn đứng đây làm gì thế? Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đến IMAX. Về thôi. Không, nếu chẳng may Indu đến đây và không thấy ai thì sẽ không hay. Cô về trước đi, tôi sẽ đợi cô ấy. Rất rõ ràng. Tôi đã xem rất kỹ rồi. Ông là người thừa kế duy nhất. Ông ta là chồng của chị ông. Ông ta không có quyền. Dù đó là tài sản của chúng tôi, nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi đã đi khắp các tòa án suốt 15 năm nay. Đó là vì ông chưa gặp tôi. Ngày mai tôi sẽ đệ đơn lên tòa án tối cao. Một tháng nữa ông sẽ được ở trong cung điện đó. Uhaiga, hắn là một kẻ rất nguy hiểm. Hắn nhận vụ này thì chúng ta thua chắc rồi. Chúng ta sẽ mất quyền sở hữu cung điện. Ông chủ, cậu chủ về rồi. Làm sao nói biết chuyện tay luật sư đó? Thưa cậu, tôi đã nhận vụ này mà không biết nó có liên quan đến cậu. Tôi không làm nữa đâu. Xin cậu hãy tha cho tôi. Xin cậu, tôi còn vợ và con nhỏ. Xin hãy tha cho tôi. Xin ngài hãy bảo cậu ấy tha cho tôi. Hãy bảo cậu ấy tha cho tôi. Chạy đi. Chạy đi. Nếu ta muốn cái gì thì nó phải là của ta bằng mọi giá. Ta đã không định dùng cách này, nhưng dù sao cũng xong rồi. Chưa xong đâu, vẫn còn một việc phải làm. Vẫn còn, việc gì thế? Ông ta còn sống thì luật sư còn đến. Ông ta chết thì lại khác.
Ông ta là chú ruột của con đấy, Pratap Varma. Chào cha, con đi đâu mà sớm thế? Một con bò lạc đang chờ con. Indira, giết cả nó nữa là xong. Chị ơi, bông hoa, em muốn bông hoa đó hả? Cầm lấy này, đẹp không? Chào em chào chị. Sao vậy? Indira, lớn lên xinh quá. Con muốn cô ấy. Giải quyết ông ta trước đi. Đêm nay nó sẽ là của con. Không chỉ một đêm đâu. Con muốn cô ấy cả ngày lẫn đêm suốt cả cuộc đời. Con muốn cưới cô ấy. Cưới á? Con điên rồi sao? Nếu ta còn sống, ông ta sẽ không. Ông ta sẽ đồng ý nếu cha chết, đúng không? Nếu con đã muốn cái gì thì nó phải là của con bằng mọi giá. Chú. Lẽ ra chú phải được sống như một vị vua, nhưng cha cháu đã làm chuyện không đúng với chú. Rất không đúng. Ông không chịu nghe lời khuyên của cháu. Ông đã chiếm đoạt tài sản của chú. Tội lỗi này đã giết chết ông. Cái gì? Cháu vừa nói gì thế? Đúng rồi chú ạ. Cha cháu mất rồi. Trời ơi, chú là người thân duy nhất của cháu. Đất đai và cung điện đều là của chú. Cháu thật may mắn vì có chú. Cháu không cần gì hơn nữa. Nếu cha cháu có một chút lương tri của cháu thì gia đình ta đã không thế này. Giờ chúng ta lại đoàn tụ rồi. Thế là đủ rồi cháu ạ. Indu đi đâu rồi ạ? Chỉ là vé xem phim thôi á. Cậu có thể hành hạ người yêu miễn phí của cậu chút nữa không? Được rồi, để xem anh ta chịu được đến mức nào. Trông người đẹp, đáng yêu quá. Được qua đêm với lại cô ấy chắc là tuyệt lắm, đúng vậy. Hấp dẫn quá. Cô ấy chạy rồi kìa. Sao toàn những gương mặt cũ thế? Indu đâu? Những gì chúng tôi nói thật là kinh khủng. Tuổi trò là thế mà. Anh biết chúng vừa nói gì không? Cô nghe họ nói rồi đấy. Là được. Quên họ đi. Lo chuyện của chúng ta đi. Indu có đến không? Indu không đến đâu. Cái gì? Cái gì chúng đã nói với cô ấy còn kinh khủng hơn rất nhiều. Này. Này, mà chết chắc rồi đấy. Định đi đâu hả? Sao chúng mày dám trêu ghẹo Indu hả? Mày là thằng nào thế? Chúng mày định trốn đi đâu hả? Sao chúng mày dám hả? Cậu có khóc anh ta cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng khi cậu nói chúng trêu Indu, anh ta đã đánh chúng một trận ra trò. Cậu yêu anh ta gì à? Cậu có cho anh ta biết cậu là Indu không? Anh ấy đến kìa. Đi đi. Chúng không dám chịu Indu nữa đâu. Chúng đi hết rồi. Cô bảo Indu đến đây đi. Tôi bảo cô ấy rồi. Cô ấy sẽ chờ anh ở công viên.
Cô ấy sẽ đến đúng không? Đúng. Chắc không? Chắc. Này, này, chắc chắn cô ấy sẽ đến chứ? Ừ. Giữ khoảng cách một chút đi. Tại sao? Dù không đẹp bằng Indu nhưng cô vẫn là một cô gái đẹp. Chẳng may lúc cô đi gần tôi, Indu đến thì sao? Cô ấy sẽ nghĩ giữa hai ta có chuyện gì đó. Chúng ta không muốn thế đúng không? Đứng xa một chút đi. Được chưa? Tuyệt vời. Anh làm nghề gì thế? Đua mô tô. Thế anh kiếm được bao nhiêu? Đừng bao giờ hỏi thu nhập của đàn ông. Thế anh có tiền tiết kiệm không? Cũng khá khá. Tôi cưới Indu chứ có cưới cô đâu mà hỏi. Trước khi gặp Indu, anh đã có mối tình nào chưa? Cái gì? Có chưa? Mối thì cũng có vài mối kiểu này, nhưng chưa có mối tình nào cả. Kiểu này nghĩa là sao? Nghĩa là đừng hy vọng tôi sẽ cho biết mọi chuyện. Cô phải hiểu chứ. Được rồi. Vậy anh nghĩ tôi là người thế nào? Cơ hội. Cái gì? Ý tôi là cô biết tạo cơ hội để đưa hai người yêu nhau đến với nhau. Tại sao Indu vẫn chưa đến nhỉ? Khỉ thật sát đấy. Tôi đã bảo cô ấy đến công viên rồi mà. Đồ ngốc. Mình thật sự không hiểu sao cậu không cho anh ta biết cậu là Indu. Vì đây là cơ hội hiếm có. Cơ hội gì? Cơ hội được nhìn thấy người mình yêu khao khát mình. Cách anh ấy chờ đợi mình. Cách anh ấy lo lắng cho mình. Cách anh ấy nói dối mình. Thật tuyệt vời. స్విస్ వీధుల మంచులో మాట్లాడుతూ ఫ్రెంచిలో బర్గర్ తింటున్నా వంటూ ఇంటిమేషన్ పాలకడలి అట్టడుగుల్లో పూల పరుపు మెత్తటి పిల్లో పైన పడుకు నుండుంటావని క్యాల్కులేషన్ ఘనగోపుర భవంతిలో జనజీవన స్రవంతిలో నా వెనకే ఉంటూ దాగుడు మూతలు ఆడడం అనుకుంటా నీ ఇంటెన్షన్ này Indu. Sorry. Xin lỗi. Idiot. Giờ hơi. Các cậu thấy anh ta không?
ఎవరో ఒక వనితామైని నువ్వేమో నన్ను కొని పిలిచి కాదని తెలిసాక వగచి సర్లే అని విడిచి Anh họ con Raghuvir, cô ấy đến để trả lại sự giàu có cho chúng ta. Hindu, nhà khách ở Hyderabad rất lớn nhưng vẫn chưa bằng cung điện của chúng ta ở Rajasthan đâu. Giấc mơ của cha được nhìn thấy con ở đó sắp thành sự thật rồi. Sao vậy? Em không quan tâm đến sự giàu sang, nhưng em chưa bao giờ thấy cha vui như thế này. Cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì. Chú còn việc gì nữa không? Ngày mai chúng ta đi nhé. Mai sao? Tuần sau được không? Em còn vài việc phải làm. Việc gì thế? Em phải thi cuối kỳ. Hiểu rồi. Gora. Ta điên lên vì cô ấy, nhưng ta không thể chạm vào cô ấy. Ta cảm giác như có ai đó chém đầu ta. Ta sẽ phát điên mất. Bàn tay ta muốn giết chết sự giận dữ. Trái tim ta tràn ngập hận thù. Kẻ nào đã đứng giữa chúng ta? Ta cần câu trả lời. Gora là người có thể trả lời mọi câu hỏi trên thế gian này. Khát khao tình yêu. Khát khao tình yêu bốn thế kỷ không được toại nguyện. Khoảng 400 năm trước, Ngài là thống soái của quân đội Udaiga. Đây chính là kiếp trước của Ngài. Tái sinh sau 400 năm ư? Ta không tin. Quá nhảm nhí. Đây là lịch sử của Uganda đã được ghi lại qua hàng thế kỷ. Đây là chân dung của công chúa Mithavinda. Ngài có nhận ra nàng không? Ngài là Ranadev Binla, người đã phát điên vì nàng. Khát khao đó đã khiến ngài quay lại thế giới này. Vì khát khao đó, ngài có thể làm tất cả để có được cô ấy. Cũng giống như ngài, hắn cũng đã tái sinh để lấy lại những gì đã mất. Hắn còn sống thì ngài sẽ không thể chạm vào cô ấy.
Nếu ngài muốn cô ấy là của ngài, ngài phải giết hắn. Ta không nhìn được rõ mặt hắn. Giờ hắn đang ở đâu? Người phụ nữ đó đã khiến ngài quay lại thế giới này. Vì cô ấy, hai người sẽ gặp lại nhau. Và giống như kiếp trước, hai người sẽ lại đánh nhau vì cô ấy. Làm thế nào để tìm được hắn? Thiên nhiên sẽ nhận kẻ thù của ngài trước khi ngài nhận ra hắn. Khi hai người mặt đối mặt, chim chóc sẽ vỗ cánh bay lên. Mặt trời đỏ rực sẽ chuyển thành màu đen. Hắn sẽ đến như núi lửa phun trào. Hắn là Bhairava. Salim, hai cốc trà, hai trà. Nhìn thấy chúng ở cảnh sát kia không? Đẹp sao? Nếu nhìn thấy chúng ta cưỡi chúng, các cô gái sẽ đổ rào rào. Nếu cậu ngã ngựa trước khi các cô gái đổ cậu thì sao? Tưởng tượng cảnh cậu bị ngựa đá đi. Anh bạn ơi, giống như Robin Hood, tuổi thơ của mình là ở trên lưng ngựa đấy. Cậu nhầm bò với ngựa rồi. Không phải cùng là một con sao? Sợ ngựa? Hay chưa bao giờ cưỡi ngựa? Mình không biết cưỡi ngựa. Thời đại này thì phải lái ô tô, mô tô. Sao cậu vẫn thích cưỡi ngựa nhỉ? Đồ con lừa. Lừa nghĩa là bò. Sao cái con này có nhiều tên thế nhỉ? Có người thấy cô ấy đi cùng một người tên là Hasa sống ở gần đây. Tìm kiếm mọi ngóc ngách, bắt tất cả những người tên là Hasa cho ta. Đi tìm hắn đi, mau lên. Này, anh có thể ngồi đây. Anh tên là gì? Chirajavi. Anh làm việc cho hãng nào thế? Tôi hỏi anh đấy. Anh làm việc cho hãng phim nào đấy? Áo dài màu mè, quấn khăn xếp, đeo vòng cổ. Chẳng hợp với anh chút nào. Cậu thấy anh ta mặc bộ này thế nào? Cậu thấy thế nào? Không phải rất giống anh chàng phục vụ chờ tiền boa sao? Cô ấy đã gọi đến số này rất nhiều lần. Yes. Hello. Em... Hello. Thế ba quý khách của gọi hiện đang bận. Cậu vẫn không hiểu sao? Họ để quên điện thoại rồi. Là số của cậu. Không có dấu hiệu nào như Gora đã nói cả. Có thể đó không phải là hắn ta. Là hắn hay không, không quan trọng. Bất kỳ kẻ nào thân thiết với Hindu cũng đều phải chết. Rồi. Ừ.
Indu, Indu. Tên cô ấy không phải là Rani. Thế bây giờ cô ấy tên gì? Indu. Anh làm gì thế? Trả khăn cho tôi. Trả khăn cho tôi mau. Tôi sẽ giết anh. Giết anh đi. Nếu bị ngã thì anh sẽ gãy chân đấy. Thế thì anh ngã nhé. Anh điên rồi sao? Đúng, anh điên vì em đấy. Hắn ta thật quá ngạo mạn. Bỏ đi. Mình sẽ đi tìm xem hắn là ai rồi bảo Hassan giết hắn. Dừng lại. Chỉ thí sinh dự thi mới được phép vào trong này. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Anh ấy thiên thật đấy. Không phải bây giờ. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi tôi thi xong. Chờ ở ngoài đi. Được rồi. Cô cứ thi đi. Nhưng tôi tìm thấy Indu rồi. Indu dorikindani chepadaniki vachanante. Anh ấy bị lừa rồi. Indu, anh tìm thấy Indu rồi sao? Đúng vậy. Cuối cùng chúng tôi cũng đã gặp được nhau. Cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô tìm được bạn trai tốt nhé. Khoan đã. Cô quẹt thẻ rồi, cô không được phép ra ngoài. Hassan. Chào Indu. Giọng nói của em ngọt ngào quá. Cứ nói đi. Cái gì? Cảm thấy tệ vì những chuyện xảy ra tối qua hả? Thôi nào, thời buổi này làm chuyện đó là bình thường mà. Em chỉ nên cảm thấy tệ khi anh không muốn cưới em thôi. Cưới á? Giờ anh đang đến để cảm ơn bà mối đã giúp chúng ta gặp nhau. Không đâu Indu, anh không có cảm giác gì với cô ta cả. Gì? Đến Golconda. Golconda. Anh sẽ đến ngay. Nữa hả? Được. Ok. Indu, cậu làm gì thế? Nếu bỏ thi cậu sẽ lãng phí cả một năm học đấy. Nhưng mình sắp lãng phí cả cuộc đời rồi. Lại đây, lại đây. Lại đây mau lên. Lại đây mau lên. Cái thằng này. Dạ em sẽ không đồng ý đâu. Anh đang làm cái gì thế hả? Chào, là cô à? Làm sao nói để cô hiểu nhỉ? Tôi đang hôn Indu ngọt ngào đáng yêu của tôi. Đồ ngốc, đó không phải là Indu. Cô ấy quá tuyệt vời. Làm sao cô ấy không phải là Indu được chứ? Tin tôi đi, Indu giống con heo đen xì này sao? Nhìn bằng đôi mắt của tôi, cô sẽ thấy vẻ đẹp của Indu đấy. Mở tay ra. Mình mới là Indu chứ. Anh yêu, sao cô ta cứ làm phiền chúng ta thế? Bảo cô ta đi đi. Làm phiền á? Cô mới là kẻ làm phiền. Để cướp anh ấy của tôi hả? Người như cô mà cũng dám mơ đến Hassan của tôi sao? Quay lại đây, nhìn tôi đi. Đừng kéo mà. Ôi không, định cướp anh ấy của tôi hả? Cô ấy ghen kinh khủng thật đấy. Mới chạm cậu thôi đã bị túm tóc rồi. Định cướp anh ấy của tôi hả? Cô ấy ghen kinh thật. Mới chạm vào cậu thôi đã bị túm tóc rồi. Nếu mình hôn cậu chắc cô ấy giết mình rồi. Bị bắt quả tang rồi nhé. Bọn anh chỉ đùa thôi mà. Là đùa nhưng em không thích. Đừng có chạm vào em. Chưa ta ra bấm mà
Nơi này thật tuyệt vời, nhưng so với vẻ đẹp của cung điện Udaiga thì nơi này vẫn chưa là gì cả. Bỏ ra đi. Sao mày dám chạm vào con gái tao hả, cha? Ta sẽ giết mày nếu tao còn thấy mày đi cùng với con gái tao một lần nữa. Indu là của tôi hiểu chưa?
Nếu ông còn cố chia cắt chúng tôi sẽ giết ông. Tôi sẽ giết ông. Hassan, bỏ ông ấy ra. Tôi sẽ giết ông. Indu là của tôi, đưa anh ta đi đi. Tôi sẽ giết ông. Đi thôi. Hassan. Hãy tha thứ cho con vì đã không cho cha biết về tình yêu của con. Những gì anh ấy nói nghe thật đáng sợ và đầy hận thù. Nhưng con biết anh ấy yêu con thật lòng. Con muốn Hassan. Giờ cha hãy quyết định đi. Xin bác hãy tha thứ cho cháu. Cháu đã sợ bác sẽ chia cắt cháu và Indu. Cháu thực sự không có ý đó đâu ạ. Từ bé đến giờ nó chưa đòi hỏi ta bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay nó đã cầu xin ta. Nó muốn Hassan. Nếu ta không thực hiện mong ước duy nhất này của nó thì ta thật có lỗi. Ta sẽ tác thành cho hai con. Cháu chưa bao giờ nghĩ bác sẽ đồng ý nhanh như vậy. Cảm ơn bác. Đây là hôn phu của Indu sao? Đúng vậy. Chuyện hôm trước anh đừng để bụng nhé. Tuyệt vời, đúng là một cặp trời sinh. Chỉ cái này thôi cũng đủ chứng tỏ tình yêu của cậu ta dành cho Indu rồi. Một ông bố vợ tốt, một chàng rể tốt, một cô con gái xinh đẹp. Thế thì tôi là cái gì? Bác ơi, bác nói gì đi? Tiểu thư ơi, xuống đi mau lên, hắn đang cố giết ông chủ đây này. Ông chủ, mau lên, bắt lấy hắn đi. Cha, sao mày giết ông chủ? Vì cha phản đối chúng ta nên anh giết ông ấy sao? Hãy nghe anh Indu, cút đi. Đừng tin họ. Hãy nghe anh nói, tao sẽ giết mày. Đưa chú đến bệnh viện đi, mau lên. Sao mày dám giết chú tao hả? Phi công chuẩn bị đi. Cẩn thận. Indu, hãy nghe anh nói. Indu, hãy nghe anh nói. Indu. Phi công đi thôi. Indu là của tao. Ta đã muốn cái gì thì nó phải là của tao bằng mọi giá. Thiên nhiên sẽ nhận ra kẻ thù của ngài trước khi ngài nhận ra hắn.
Khi hai người đối mặt, chim chóc sẽ vỗ cánh bay lên. Mặt trời đỏ rực sẽ chuyển thành màu đen. Anh sẽ đến nhìn núi lửa phun trào. Mau ra đỡ cậu chủ dậy, mau lên. Indu, hãy nghe anh. Hãy nghe anh nói. Indu, hãy nghe anh nói. Indu, cánh đi phi công, hạ cánh. Indu, em hiểu nhầm rồi. Indu, anh nghe anh nói chỉ một lần thôi. Cha em đã đồng ý rồi. Tránh xa tôi ra. Hoàng đế vĩ đại của Uhaida, hoàng đế Vikram Sai vạn thuế. Ở toàn thể thần dân, trọng tài của cuộc thi này không phải ai khác mà chính là nữ hoàng tương lai của Uhaida, con gái duy nhất của hoàng đế, công chúa Mitravinda Devi. Đấu thủ đầu tiên chính là phò mã tương lai thống soái của quân đội Uhaida, Ranadev Bila. Đối thủ thứ hai là chiến binh đã nghiền nát mọi kẻ thù của chúng ta, chiến binh hùng mạnh nhất Gala Bhairava. Bhairava đến rồi. Bhairava đến rồi. Trong 10 phút tới, chúng ta sẽ quay lại 400 năm trước.
Bệ hạ, những điểm xấu này cho thấy vương quốc của chúng ta sắp phải hứng chịu một đại họa. Đại họa? Đúng vậy. Cứ 400 năm, 8 hành tinh lại gặp nhau một lần. 8 hành tinh này đang tiến đến rất gần trái đất. Chúng sáng đến nỗi ta có thể nhìn thấy chúng vào cả ban ngày. Ba ngày sau khi các hành tinh gặp nhau, sao Chổi sẽ xuất hiện. Theo như quẻ bói của thần, nó sẽ mang đến đại họa cho vương quốc của chúng ta. Có cách nào để tránh được đại họa này không? Thần thậm chí còn không biết nó sẽ đến trong hình dạng nào. Bệ hạ, thần biết nó sẽ đến trong hình dạng nào. Theo tin tình báo của ta, Sơ Khan đang đợi ở biên giới với 10 vạn quân chuẩn bị tấn công chúng ta. Sơ Khan, bệ hạ, Sơ Khan là ai vậy? Một tên mọi rợ muốn thống trị toàn bộ Ấn Độ. Mọi vương quốc hắn để mắt đến đều phải trở thành chư hầu quán hoặc bị tàn phá bởi chiến tranh. Trưởng lão, cơn bão này sắp tấn công vương quốc của chúng ta. Mà ông nhòm ra đây. Udaiga, một vùng đất tuyệt đẹp. Usman, vâng thưa bệ hạ. Trong một tuần, cờ của ta phải tung bay trên những pháo đài kia. Không cần đến một tuần đâu ạ, chỉ cần một ngày là đủ ạ. Không đâu Usman, ngài nhầm rồi. Đến tận bây giờ họ vẫn chưa bị đánh bại. Ngài biết ai là người huấn luyện quân đội của họ không? Chiến binh vĩ đại Kala Bhairava. Kala Bhairava, hắn là thượng đế sao? Khi một thanh kiếm xuyên qua tim hắn, hắn cũng sẽ chết. Đúng vậy thưa bệ hạ, nhưng phải có một người làm được điều đó. Không có người đàn ông nào trong quân đội của họ sống quá 30 tuổi. Với họ, cái chết chỉ là một trận chiến khác mà thôi. Mọi người lính trong quân đội đó sẽ không chết trước khi giết được 100 kẻ địch. Đừng có nói chuyện nhảm nhí nữa. Hãy nhớ lấy câu này, Man Singh. Ta, Sơ Khan, sẽ viết lại huyền thoại đó. Ta sẽ giết chết Bhairava trong trận chiến này. Ta sẽ giết chết nỗi sợ của ngươi về một người có thể giết được 100 người trước khi chết. Ta thề có đứng Ala tối cao. Chiến binh vĩ đại Kala Bhairava. Một chiến binh có thể giết được 100 người. Kala Bhairava. Công chúa bắn trượt rồi. Sao ngươi luôn bất cẩn vậy? Thôi đi đi, đi tắm đi. Bhairava,
Rai Rapa, trả hạn phẩm chất số 1 của công chúa Uhaida là đánh lén sau lưng kẻ địch. Không phải Khanh cũng thế sao? Nữ hoàng tương lai của vương quốc này không được phép phụ thuộc vào người khác. Nếu người mất tập trung, người sẽ bắn trượt mục tiêu. Ta không làm được, dạy ta đi. Người phải hướng thẳng đến mục tiêu. Công chúa Mitravinda Devi thiên tuế. Công việc của ngươi là bảo vệ giống như một con chó nấp sau lưng đàn bà. Vậy mà ngươi định dạy công chúa sao? Anh họ, nếu nàng muốn học, ta, Ranadev Bila luôn sẵn sàng dạy nàng. Nàng không cần phải nhờ một tên ngốc chỉ biết ba hoa về tổ tiên của mình đâu. Hoàng đế Vikram Sai, vạn tuế. Hoàng đế Vikram Singh vạn tuế. Có tin Sher Khan đang chuẩn bị tấn công chúng ta. Đến giờ quân đội của Khanh vẫn đang bảo vệ vương quốc này. Ta tin ở Khanh, Rai Rava. Bệ hạ, để xứng đáng với sự tin tưởng của bệ hạ, thần nguyện hy sinh tính mạng của mình. Lần này Bhairava sẽ không chỉ có một mình, con cũng sẽ ra trận. Bhairava vừa mới dạy con cách bắn cung, phụ vương muốn xem không? Bức tranh rất đẹp, nhưng ý nghĩa của nó là gì vậy? Vì tình yêu của mình, chàng sẵn sàng phá vỡ mọi truyền thống. Một chiến binh dựa vào tình yêu để chiến thắng. Bhairava của ta. Mitra, xin ngài. Công chúa đâu? Xin ngài hãy về cho. Đây là nơi ở của công chúa, đàn ông không được phép vào. Ta không phải là người lạ, ta là phò mã tương lai của công chúa. Sự e thẹn của nàng làm ta phát điên. Cơ thể nàng cũng giống như quả táo này. Ta muốn bóp nát nó. Nhưng ta chỉ có thể có niềm vui trọn vẹn khi cắn từng miếng một. Kshetrapalam Bhairavam 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 Sao ngươi dám dùng dao tấn công ta? Nếu quả táo này có độc thì sao? Ngài có thể sẽ chết đấy. Là một người lính, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngài. Ngài chỉ được ăn sau khi tôi đã ăn thử. Giờ ngài có thể ăn được rồi. Ta sẽ ăn đồ ngươi đã ăn thử sao? Ta sẽ ăn. Nếu ta đã muốn cái gì thì nó phải là của ta bằng mọi giá. Nhớ đấy, Bhairava. Khi cuộc thi ngày mai kết thúc, ta sẽ mở cánh cửa đến cõi chết của ngươi.
chiến binh hùng mạnh nhất Kala Bhairava. Kala Bhairava. Bhairava đến rồi kìa. Bhairava, Bhairava. Milo ఎవరు గెలుస్తారో చూడాలని. Giống như thần dân của ta, ta cũng rất nóng lòng muốn biết ai sẽ là người chiến thắng. Bắt đầu đi. Bệ hạ, có một chuyện thần dân của người phải biết trước khi cuộc thi bắt đầu. Chuyện gì? Ai sẽ là người kế vị ngai vàng? Thật là một câu hỏi ngốc nghếch. Công chúa Mitravindadevi sẽ là nữ hoàng tương lai của vương quốc này. Hãy cho phép thần dừng tay Bhairava. Người đã đi quá giới hạn rồi đấy, Randadev. Tại sao ngươi lại làm thế? Thần có lý do, thưa bệ hạ. Nữ hoàng tương lai, khi gặp nguy hiểm, nàng chỉ biết nhắm mắt và che mình. Nàng đã không rút kiếm ra. Bệ hạ, làm sao một nữ hoàng không thể bảo vệ nổi mình có thể trị vì được một vương quốc? Sơ Khan đang đợi ở biên giới với quân đội của hắn. Mọi người đang sống trong sợ hãi. Vì thế cuộc thi này phải diễn ra, nhưng không phải để tìm ra ai là người giỏi nhất, mà để tìm ra người đàn ông của công chúa, và đó sẽ là người kế vị ngai vàng. Miravinda sẽ phải kết hôn với người nào lấy lại được khăn cho nàng. Nếu mọi người thấy ta nói không đúng thì có thể treo cổ ta ngay tại đây và bác bỏ ý kiến này. Bệ hạ thấy thế nào? Thần dân đang đợi quyết định của người đấy. Người có đồng ý hay không? Ta đồng ý. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Kẻ thua cuộc sẽ bị trục xuất khỏi vương quốc. Tuyệt vời. Thắng ta và trục xuất ta, nàng muốn sống cùng hắn sao? Hắn sẽ không thể sống sót quay về đâu. Công chúa, thần sẽ để cho hắn sống sót quay về. Mọi người sẽ phỉ nhổ hắn khi hắn bước đi trong nhục nhã. Thần muốn được nhìn thấy cảnh đó. Người nào về đích trước với chiếc khăn của công chúa sẽ là người chiến thắng. Bệ hạ, tất cả đều muốn Bhairava thắng. Chắc chắn anh ta sẽ thắng. Tể tướng, ta biết ai sẽ thắng.
ఐరవా, నీ పేరులో ఉన్న దమ్ము నీ గుండెల్లో లేదని నాకు తెలుసురా. ఇప్పుడేం చేస్తావు? గుర్రాల ప్రాణాలు కాపాడతావా లేక రాజకుమారి పరువు నిలబడతావా? ఏం చేస్తావు? పరువు కాపాడాలరా, లేకపోతే నువ్వు కాపాడిన ఏ ప్రాణానికి అర్థం ఉండదు. Họ về rồi. Vitravinda là của ta. Công chúa Ranadev đang cầm hắn của người. Bhairava sẽ thắng. Tại sao người biết Bhairava sẽ thắng? Trục xuất hắn đi. Trục xuất hắn đi.
శశిముఖితో సింహమే జంట కడితే మనమేగా కుసుమముతో ఖడ్గమే ఆడగా శాసనాలు ఆపచాలని తాపముందిగా శతజన్మలైనాగిపోని అంతులేని యాత్ర చేసి నింగిలోని తార నన్ను చేరుకుందిరా గుండెలో నగార ఇక మోగుతోందిరా నవసోయగాలు చూడ చూడరాదు నిద్దురా ప్రియ పూజలేవ చేసుకోన చేతురార సేద Công chúa vội gì chứ? Bệ hạ nhầm rồi. Bhairava đã thắng. Tể tướng, ta biết Bhairava sẽ thắng. Vậy tại sao người lại buồn bã như vậy? Công chúa cũng yêu anh ta mà. Người nhìn đi, khuôn mặt nàng đang tràn ngập hạnh phúc. Nhưng ta cũng thấy cảnh quá bụa trên khuôn mặt đó. Bệ hạ, mọi người lính trong quân đội của Kaila Bhairava đều phải hy sinh vì vương quốc này. Không ai sống quá 30 tuổi. Số phận của anh ta là phải chết trong trận chiến với Sư Khan. Nếu ta đồng ý cuộc hôn nhân này, ta sẽ phải nhìn thấy con gái sống quá bụa suốt đời. Đây chính là đại họa mà trưởng lão đã tiên đoán. Khanh đã cứu được danh dự của công chúa. Miễn là Khanh còn ở bên ta thì ta sẽ không phải lo lắng gì cả. Đó là bổn phận của thần. Thần có thể hy sinh tính mạng vì người. Khanh có thể hy sinh tính mạng vì vương quốc. Vậy Khanh có thể hy sinh tình yêu của mình không? Bệ hạ, không phải là bệ hạ của Khanh,
Ta đang cầu xin Khanh với tư cách là cha của Mitravinda. Vì muốn cứu danh dự của công chúa Mitravinda, danh tiếng của Udaiga, nên tôi đã tham gia cuộc thi này chứ không hề có ý định kế vị ngai vàng. Tôi là một chiến binh. Bhairava vĩ đại. Bhairava vĩ đại. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, công chúa đi thôi. Bhairava, ngài ấy sẽ không đến đâu, chàng đang ở đây. Bhairava, Bhairava, công chúa, Bhairava không ở đây đâu, ngài ấy đang chuẩn bị ra trận. Bhairava đang ở đây, ta biết mà. Bhairava, Bhairava. Có đúng thế không, trưởng lão? Đúng vậy, thưa bệ hạ. Bhairavakona cách đây gần 130 km, đó là thánh điện tập trung mọi sức mạnh của thần Kala Bhairava. Nếu chúng ta đến đó cầu nguyện, chúng ta có thể hóa giải được đại họa này. Thật là một tin tốt lành. Lễ cầu nguyện phải diễn ra trước khi 8 hành tinh gặp nhau, vì thế thần sẽ lên đường ngay lập tức để chuẩn bị cho buổi lễ. Thượng đế phù hộ tất cả. Bhairava. Vâng, thưa bệ hạ. Đây là trách nhiệm của Khanh. Tuân lệnh bệ hạ. Công chúa, xin người hãy chuẩn bị lên đường. Công chúa Thiên Tuế, nếu người cầu nguyện với bảy màu này, ngài sẽ phù hộ cho công chúa. Bhairava, gì vậy trưởng lão? Nổi trống đi. Được. Bhairava, ta không cần buổi lễ cầu nguyện này. Ta chỉ cần chàng nói chàng yêu ta thôi. Ta cần câu trả lời, Bhairava. Ta muốn biết ta đứng đâu trong trái tim chàng. Nói đi. Hãy nói thật đi, Bhairava. Không còn thời gian đâu, bắt đầu cầu nguyện đi.
Chàng sẵn sàng hy sinh tình yêu của chúng ta để làm tròn bổn phận sao? Có thể chàng sẽ được lưu danh sử sách là người biết giữ lời, nhưng đừng quên tất cả các chữ đó sẽ đều được viết bằng máu của ta. Thượng đế ơi, Jairam, có chuyện gì vậy Jairam? Ranadep đã phản bội chúng ta. Hắn đã bắt tay với Sư Khan và tấn công cung điện. Mitra, nếu Bhairava còn sống, ngươi sẽ không bao giờ có được Mitravinda. Mitravinda là của ta. Hắn đã giết đức vua. Hắn đang đưa quân đến đây bắt công chúa. Jairam, công thủ chuẩn bị. Bắn. Bhairava, bảo vệ công chúa. Ngừng bắn. Mitra, giờ vương quốc đã là của ta. Và chỗ của nàng là ở đây. Đến đây mau. Đội quân vĩ đại. Một người lính chỉ chết sau khi đã giết được 100 tên địch. Man Singh, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy những gì ngươi đã nói chỉ là nhảm nhí thôi. Này Bhairava, ta đã hứa sẽ tặng công chúa cho Ranadep. Giao nàng cho ta, bắt nàng ngồi lên đùi hắn, quỳ dưới chân ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ta cũng hứa với ngươi, Sư Khan, giao tên phản bội cho ta, ta sẽ tha cho ngươi và quân đội của ngươi. Giỏi lắm. Ngươi sẽ tha mạng cho ta sao? Ta là thượng đế. Nếu ngươi là một người đàn ông thực sự và có đủ can đảm, ta sẽ cử ra 100 quân. Hãy ngăn họ chạm vào nàng, ta sẽ trả công chúa và vương quốc lại cho ngươi. Ngươi muốn cử bao nhiêu quân cũng được, chỉ cần nhìn thấy họ thôi, ngươi cũng đủ chết rồi. Ta không quan tâm là bao nhiêu, chỉ cần không ít hơn 100 là được. Chỉ cần một người còn sống thôi, ngươi cũng sẽ thua. Không cần cử từng người một đâu, Sư Khan, cử tất cả cùng một lúc đi. Nói to cũng chẳng ích gì, thể hiện bằng hành động đi. Hỡi đội quân của quỷ, công chúa, thần sẽ không tha cho hắn đâu. Thần sẽ chặt đầu hắn. Người sẽ nhìn thấy thần cầu nguyện, thần Kalabhairava cùng với máu của hắn.
bắt đầu thôi. Công hắn từ phía sau. Hai mươi chín, ba mươi, lũ vô dụng. Tấn công từ phía bên phải, không phải từ phía sau. Bệ hạ. Ba mươi hai. Giỏi lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ఇరవై తొమ్మిది చిన్మి చిన్ đủ chưa Sơ Khan? Muốn cử thêm 100 quân nữa không? Tuyệt vời. Bhairava, ta đã gặp những vị vua vội vàng giao nộp vương quốc của mình ngay khi nghe thấy tên ta. Quân đội của họ đã vội vàng bỏ chạy khi nhìn thấy mắt ta chuyển sang màu đỏ. Dù tim ngươi đang chảy máu, nhưng ngươi vẫn giết được kẻ thù của mình. Đây là lần đầu tiên ta thấy một chiến binh dũng cảm như vậy. Ta, một hoàng đế đã thống trị toàn Ấn Độ, giờ sẽ là nô lệ cho sự dũng cảm của người. Ta thật may mắn vì được bắt tay một chiến binh như người. Hãy bắt tay ta. Sao ngươi dám đá bạn của Sơ Khan? Ngươi đã hứa với ta, Sơ Khan. Ngươi đã hứa sẽ giao công chúa vào vương quốc cho ta. Ngươi có giữ lời hứa của mình không? Nói đi, có hay không? Tha lỗi cho ta, Bhairava. Bhairava, Mitra, ai là người đàn ông thực sự, hắn hay ta? Nếu nàng không thuộc về ta, nàng sẽ không thuộc về ai cả. Ít nhất hãy đi cùng em vào cõi chết. Nhưng một ngày nào đó, người sẽ quay lại xuyên qua bóng tối và đòi lại tình yêu của mình.
người sẽ quay lại Bhairava. Đúng rồi, lên nào. Sao nặng thế nhỉ? Có thể là cái gì nhỉ? Thời của mình đến rồi sao? Yesu Thomas, đến đây mau. Sao vậy Solomon? Mau đi tìm hiểu xem thành phố Srikakulam giá bao nhiêu. Srikakulam tại sao? Vì tôi sắp mua nó. Trong lưới của tôi toàn là kho báu thôi. Kho báu à? Kéo lưới nào. Kéo hết sức nào. Salomon, kho báu của anh lớn thật đấy. Chỉ Srikakulam thôi sao? Mua cả visa luôn đi. Muốn chết à? Đừng cười nữa, giúp tôi đi. Dọn chỗ đi. Được. Cô ta có sao không? Ôi. Ôi không, cậu ta trẻ quá. Thượng đế, tại sao người lại làm thế này với cậu ấy? Này, có nghe thấy tôi không? Có nhìn thấy tôi không? Này. Sơ Khan. Tôi là Solomon, không phải là Sơ Khan. Lại ngất rồi. Chuẩn bị xe đi. Tránh ra nào. Hôm nay Solomon bắt được một con cá rất to. Đừng trêu tôi nữa. Solomon, có chuyện gì thế? Tránh ra nào. Bác sĩ cứu cậu ấy đi. Tiêm hay cho uống thuốc cũng được, nhưng cậu ấy phải khỏe ngay lập tức. Được. Này, người yêu của anh ra hiệu cho anh kia. Tránh ra. Em yêu, cho dù có bán cả Srikakulam đi nữa, anh cũng sẽ không thể mua nổi sự e thẹn của em. Nhìn em cười, anh đã yêu em rồi. Thơm anh một cái đi. Thơm anh một cái đi nào. Salomon, chàng trai này không xong rồi. Sao vậy? Mạch đập của cậu ấy rất yếu. Biến đi. Salomon, cái gì vậy? Rượu gạo, vừa là thuốc độc vừa là thuốc chữa. Tốt lắm. Tốt lắm. Cái này gọi là phép màu của Salomon đấy. Các cậu, ham sang kìa. Ham xa này. Thằng nhóc này, đừng làm nhậu khăn của tôi. Nhậu thì sao chứ? Mẹ tôi sẽ giận đấy. Cái gì?
Chào ngài Raghuvir, chào thầy, chào thầy. Hindu, nếu em đốt nến ở đây, người đã khuất sẽ được yên nghỉ. Hãy đốt long não và nói tên cha em. Pratap Varma. Hassa. Trái tim em thật vị tha, Hindu. Dù em căm thù hắn, em vẫn muốn linh hồn hắn được yên nghỉ. Mời thầy. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Hassa chưa chết. Em đang nói gì vậy Hindu? Hắn đã rơi xuống từ trực thăng mà. Không, anh ấy vẫn còn sống. Hindu, anh ấy đang ở đây. Đừng để em phải nhìn thấy anh ta. Nhìn thấy bóng của anh ta thôi, em cũng không thể chịu nổi. Kato.
Chỉ thế thôi sao? Mày không có can đảm để giết tao sao? Thử đi. Đến đây. Đến đây đi. Hãy biến tất cả hận thù thành sức mạnh. Rana Dev Bila. Vậy là mày cũng biết. Phải. Hindu phải được biết. Lúc cô ấy nhớ lại tất cả cũng là lúc mày đón nhận một cái chết khủng khiếp. Thậm chí cả cái chết cũng sẽ hoảng sợ khi nghe thấy tiếng kêu cứu của mày. Chắc chắn Kalabhairava cũng muốn kết thúc mối thù 4 thế kỷ này. Mày chỉ còn chừng này thời gian thôi. Cố hết sức đi. Thần Shiva vĩ đại. Thần Shiva vĩ đại. Nhóc con vẫn đang nghĩ gì thế? Salomon, nếu người yêu của cậu đang ở đó sao không đưa cô ấy đi? Salomon, hôm nay là ngày cưới của anh. Anh làm gì ở đây thế? Có lẽ kiếp trước tôi đã chia cắt những người yêu nhau nên kiếp này tôi không thể tìm được bạn đời cho mình. Nếu tôi giúp cậu và người yêu được ở bên nhau, mọi tội lỗi của tôi sẽ được rửa sạch. Cậu thấy sao? Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Tôi thấy rất khó hiểu. Kẻ chúng ta tưởng đã chết vẫn còn sống. Trên trời lại xuất hiện những thứ kỳ lạ. Đó là sự kiện 8 hành tinh gặp nhau. Gora, đây chính là lúc để biến Indu trở thành của ngài mãi mãi. Nói đi Gora, ta nên làm gì? Nếu trước khi sự kiện này kết thúc Indu không nhớ lại kiếp trước của mình, thì trong kiếp này cô ấy sẽ không bao giờ nhớ lại cả. Nếu hắn không gặp được Indu thì ngài sẽ thắng. Raghuveer, chắc chắn ta sẽ thắng. Indu, anh có rất nhiều chuyện muốn nói. Anh muốn kể lại anh đã giết cha tôi như thế nào sao? Indu, anh không có thời gian để kể tất cả, nhưng anh họ em không phải là người tốt. Nếu ở lại đây, em sẽ gặp nguy hiểm. Hãy đi với anh. Sẽ còn bao nhiêu lời nói dối nữa đây? Anh đã giết cha tôi đã tận mắt nhìn thấy. Đó không phải là sự thật sao? Tôi cảm thấy kinh tởm chính mình vì đã yêu anh. Đi đi, đừng nói nhiều nữa. Đừng có nói nhiều nữa, đi thôi. Thả tôi ra. Anh là Bhairava phải không? Đúng. Sao ông biết tên tôi? Tôi biết tất cả mọi chuyện. Cô ấy chỉ thuộc về anh thôi. Đó là lẽ phải. Đi nào, tôi sẽ dẫn đường cho anh. Đi nào.
lối này. Tôi đến đây. Có thể chứ. Cậu có sao không? Tôi không sao. Cô ấy có sao không? Hết cách rồi. Tôi sẽ nhảy trước. Hắn sẽ ném thương vào tôi. Trước khi hắn ném cây thương tiếp theo, cậu phải đưa cô ấy trốn thoát. Đừng nói gì cả. Tôi có thể hy sinh mọi thứ, nhưng không phải là tình bạn. Trời đất ơi! Gora! Tuyệt vời! Quần áo của họ giống màu của nhau. Nếu cháu đổi họ, chúng ta có thể trốn thoát. Đi thôi. Nhảy đi, đưa cô ấy đi đi. Bọn này cứ để tôi lo. Cái gì? Anh đưa tôi đi đâu thế? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Là xe máy, không phải là bom. Đi tiếp đi. Đi thôi. Lùi lại mau. Anh muốn gì? Sao anh lại đưa tôi đến đây? Tôi căm thù anh. Hãy để tôi đi. Anh không thể Hindu. Anh đã mất em một lần vì không dám nói ra tình yêu của mình. Anh sẽ không lặp lại sai lầm của kiếp trước được. Kiếp trước á? Đúng vậy Hindu, kiếp trước chúng ta đã yêu nhau. Hãy cố nhớ lại đi. Hindu, em đã hỏi anh trước mặt mọi người. Em đã yêu cầu anh thừa nhận là anh yêu em. Em đã cầu xin anh ở đây trong phút lâm chung. Em đã chết trước khi anh nói ra tình yêu của mình. Em có nhớ không? Tôi đã rơi xuống và chết sao? Nếu anh còn tiếp tục nói về thiên tình sử hoang đường đó, tôi sẽ nhảy xuống và chết thật đấy. Trước khi em chết, hãy thừa nhận chàng yêu em. Tôi đã dọa tự tử mà anh vẫn không buông tha tôi sao? Hãy cùng em đi vào cõi chết, Bhairava. Hindu, tránh xa hắn ra. Bhairava. Hindu. Hindu, đưa tay đây. Tôi đã dọa tự tử mà anh vẫn không buông tha tôi sao? Hãy tha lỗi cho em, Bhairava. Cậu chủ, hey,
Thi công, xuống đi, xuống đi. Mau lên, giết hắn đi, giết hắn đi, tôi đang cố đây. Tôi đến rồi đây. Bỏ tôi ra. Nếu em không thuộc về anh, em sẽ không thuộc về ai cả. Giết hắn đi. Hai người trông rất đẹp đôi. Cẩn thận. Làm sao qua được bên kia đây? Solomon đến đây để giúp chúng ta mà. Solomon đưa chúng tôi qua đi. Quỳ xuống cầu xin đi, tôi sẽ nghĩ lại. Này, sao lại ngồi yên bên bờ vực thế? Đừng hét nữa, lo việc của mình đi. Biến đi. Mặc xác cậu, tôi đi đây. Có nghe thấy không? Tôi đi thật đấy. Này Solomon, cái gì? Ở đây nắng quá, kiếm cho tôi cái ô đi. Muốn ăn đòn hả? Chinamaka Dila, 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 Chinamaka D